Rồi xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cặp mắm 5 cây. Thì mắm này là mắm của F135 nha anh em, chứ không phải là mắm Sirut mình hay up lên cho anh em xem. Đây, bằng mắm của nó là 1.4, 1.6. Cái này bao gồm có hai màu, là màu đen và màu vàng đồng. Thì mắm này là mắm của Y125. Thì mình lắp ráp hoàn toàn như zin cho F135. Thì phía đằng sau là 4 lỗ ốc, mình không cần phải đóng cùi, đúng không? Bình thường thì mình bán cho anh em là mắm đóng cùi. Nhưng mà mắm này thì anh mình thấy cái thứ nhất là cái cùi của nó nhỏ hơn này, đúng không? Và mình có thể sử dụng được một cái dĩa da dét, đúng không? Thì cái mắm này nó thiết kế anh thấy nó rất là nhỏ và gọn. Thì mình sẽ bán cái mắm này cho anh em luôn. Thì giá của nó nhỉnh hơn mắm kia nha anh em nha. Nhỉnh hơn một chút. Đây là phần bánh trước. Đó, thì bánh trước của nó là mâm răng sinh bôi, đúng không? Bảng 1.4. Đó, và đằng sau là bảng 1.6 luôn. Cũng giống như mâm Sirut mình hay giới thiệu. Thì đằng sau này thì mình sẽ sử dụng cục canh. Và mình sẽ có phốt luôn cho anh em. Và sử dụng một cái dĩa da dét size 190mm để vừa luôn cái đĩa zin nhá. Đó, và phần bánh trước thì mình sẽ sử dụng một cặp chụp cốc. Đây, chụp cốc và một cặp bậc đàn ông chị nha. Đây bậc đàn ông chị. Đó. Đó. Thì nếu như muốn mà sử dụng lên được cái mâm rider có 5 lỗ ốc thì mình sẽ kèm theo đó là một cái lồng đĩa để kết hợp lên được cái mâm cho anh em nhá. Thì hiện tại lồng đĩa này mình có 3 màu là màu bạc, màu đen và màu xám titan nha. Cái này thì đồng giá thôi, anh em muốn lấy màu nào thì anh em lấy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp lên chiếc Sachia nha anh em. Rồi thì sau quá trình lắp ráp thì mình sẽ quay lại cho anh em xem lại một cặp mắm này nha. Thì mình sẽ quay bánh trực tiếp cho anh em xem ha. Thì đây mình đạp thắng nha. Đó, đây là cái đĩa sau mình sử dụng đĩa da dét, đúng không? Đó, em quay bánh cái bánh đi em. Đó, nhẹ nhàng nha anh em, rất là nhẹ nhàng. Cái tiếng kêu đó là do cái dĩa mới nó hơi kêu một xíu nha. Rồi quay lại đi em. Bảng này là bảng 1.6 nha, vỏ đằng sau. Đó. Và đây là vỏ, này là vỏ cam mét. Đó. Anh này sử dụng cặp vỏ cam mét Garopso nha anh em. Đây. Vỏ cam mét Garopso. Đây. Trước là sau, xin lỗi anh em. Sau là 70-90-17. Vỏ này mình sử dụng vỏ không ruột nha. Và kết hợp theo đó là anh này thay luôn một bộ nhôm sinh dĩa của Red Leo. Thì trong tầm trung giá rẻ ha. Bộ này là 350, gắn luôn là 400.000 nha. Đó, mâm răng sinh bôi. Đó, mâm 5 cây bảng 1.6. Rồi mình sẽ quay cái phần bánh trước cho anh em xem. Rồi thì mình đây, cái này mình có một điều đặc biệt là ở đây. Thì mình sử dụng cái phốt luôn cho anh em nha. Đây, cái phốt mâm, cái phốt cục canh này. Đó, phốt cục canh, mình quay cận cảnh cho anh em xem này. Đó, phốt này. Và cục canh mà cái rôm nha. Đó, nhẹ nha nha, rất là nhẹ. Và đây là phần bánh trước. Thì mình sử dụng một cái lồng đĩa cho anh em. Đây là lồng đĩa CNC do mình thiết kế và đo kích thước chuẩn để mình ráp bánh không có bị cấn mâm, đúng không? Và kèm theo đó là một cái chụp cốc. Đây, chụp cốc. Đó, chụp cốc đúng không? Và trong này mình sử dụng cho em cái phốt luôn nha. Và một điều đặc biệt của cái mâm này là mình làm cho anh em. Đây, ốc. Ví dụ như ốc đúng không? Ốc thì mình sẽ dùng sử dụng ốc 8 ly. 8 ly 1 phân, đúng không? Đó, ốc 8 ly 1 phân, gắn không có bị dư ốc nha. Đó, thì mình sẽ quay cái phần bánh trước cho anh em. Đó, nhẹ nhàng nha anh em. Không có tiếng động, không phần cái vẻ là mai bắt heo hay gì hết. Đó, nhẹ nhàng ha. Bóp bánh cái thắng đi em ơi. Rồi quay lại đi em ơi. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Thì mắm này có điều đặc biệt thì mình gửi đến anh em là mắm này là mắm hai đĩa đúng không? Mình sử dụng dĩa da dét
không cần phải là đóng cùi ha. Thì mâm này á, mình sẽ bán giá cho anh em là 3 triệu một cặp và gắn lên xe là 3 triệu 1, còn mâm đóng cùi là 2 triệu 7, gắn lên xe là 2 triệu 8 ha. Và kèm theo đó anh này đi thêm một cặp tay thắng tay côn răng sinh bôi, màu này màu cũ nha anh em. Đây tay răng sinh bôi, cái này mình đang vào dầu nha, còn bên này là tay côn đó. Thì combo của anh này sẽ có lên như vậy thôi ha. Rồi xin chào anh em nha, hẹn anh em ở các video sau.